Hello mọi người, hôm nay thì Nancy kiểu có hứng ra ngoài chơi ấy, nên là mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái gọi là phố LGBT thì nó sẽ như thế nào. Wow, đây chính là cái phố đấy đấy, mọi người có thể thấy cái đèn 6 màu ấy. Cái con đường này rất là nổi tiếng nha mọi người. Wow, rất là màu sắc luôn á. Đó, mọi người có thể thấy cái đèn 6 màu nè. Xong rồi nhá, ở đâu cũng sẽ là kiểu hầu như là có 6 màu á mọi người. Thấy không? Con phố này cực kỳ nhộn nhịp luôn. Kiểu thì tiện thể mình cũng muốn nói một vài cái quan điểm của mình ấy, một vài cái suy nghĩ của mình về cộng đồng LGBT. Thực sự là mình phải nói thật với mọi người là mình không hiểu sao bây giờ có những cái người mà họ vẫn có những cái suy nghĩ hoặc là những cái cử chỉ rất là thiếu văn minh, thiếu văn hóa đối với những người trong cộng đồng LGBT. Ủa, bây giờ là thời đại mà bạn phải quan tâm đến là kiểu mình làm được gì cho xã hội, mình có những cái giá trị gì, mình đối xử như thế nào với mọi người. Chứ sao lại đi quan tâm là kiểu người ta giới tính gì, người ta thích giới nào. Ủa, người ta thích giới nào là kệ người ta chứ. Kiểu ông trời sinh ra như thế rồi ấy. Thế trước khi mà kiểu bạn quan tâm chuyện người khác thì bạn phải quan tâm chuyện chính mình đi. Mình có khá là nhiều người bạn trong cái cộng đồng LGBT này, gay cũng có, lesbian cũng có, những bạn bisexual cũng có. Mình cảm thấy là các bạn ấy không có vấn đề gì cả. Nói thật như thế, các bạn ấy còn thậm chí là rất là tài giỏi, rất là có năng khiếu luôn ấy. Như kiểu thằng em mình nó rất là giỏi pha chế chẳng hạn. Mình nhiều khi mình còn phải học hỏi những cái con người như thế ấy, thì người ta rất là tài năng. Đấy, mọi người để ý nhá, cái con phố này này, cả pizza, họ cũng có cờ 6 màu đấy. Đây là con phố này được gọi là phố của LGBT. Wow, hôm nay là tối thứ 6 nên là rất là đông mọi người ạ, đông dã man luôn. Thực ra thì mình cũng hiểu là cái việc bố mẹ phải chấp nhận, nói chung không phải là phải mà là chấp nhận con cái mình là gay, là les thì cũng hơi khó ấy. Tại vì bố mẹ là cái thời trước rồi, trước nữa rồi. Bố mẹ nghĩ là kiểu con mình bị bệnh, bị nguyền rủa rồi, bị tâm lý thế nào đó ấy. Nhưng mà kiểu bố mẹ không hiểu nó là một cái sinh lý rất là bình thường. Wow, ở đây có rất là nhiều patio này mọi người. Rất là vui vẻ luôn, rất là đông luôn. Hầu như ấy, khi mà mình được nghe bạn mình kể ấy, là bố mẹ nó phản đối như thế nào, hoặc là kiểu nó đã phải vượt qua những cái tuổi thơ mà bị bạn bè trêu các thứ ấy, rất là kiểu tổn thương ấy mọi người. Cái giới tính của mình ấy, mình đâu có tự lựa chọn được đâu. Mình sinh ra đã như thế rồi mà. Nên là mình cũng mong ấy, nên là mình cũng mong thực sự là bố mẹ nên thoáng ra, nên hiểu cho các bạn ấy hơn. Nói chung ấy, kiểu con cái lớn lên cứ khỏe mạnh, cứ hạnh phúc, cứ thành đạt là được. Còn quan trọng là yêu ai,
yêu ai thực sự mình thấy nó cũng không có quan trọng lắm ấy, yêu giới tính nào nó cũng không quan trọng lắm ấy. Wow, hôm nay siêu đông vui luôn. Yes. Mọi người đi đến đâu cũng thấy cờ sáu màu. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy này, thậm chí là cái làn đường này cũng là sáu màu. Wow, một con phố rất là đẹp đúng không? Đó, sáu màu luôn. Bên kia có chị đang hát kìa. Chị ấy. Đó, mọi người thấy thấy cái chị màu tím tím chưa? Đang hát kìa. Đấy. Đấy, chị tóc tím đó. Wow. Quá là xinh luôn. Lên chị ơi. Kiểu bây giờ Toronto được mở lại nên là mọi người ra đường nhiều ghê. Đây là một cái quán bar mà mình cực kỳ thích này. Đấy, đi đâu mọi người cũng sẽ thấy phảng phất sáu màu đúng không? Yeah, tôi yêu con phố này. Đấy mọi người nhá. Mọi người thậm chí là nhìn mấy cái bảng hiệu này mà xem. Cũng kiểu sáu sáu màu ấy. Đó, con đường thế này. Đây là một cái patio siêu xinh luôn. Đây chính là cái tên của patio đấy nhá. Siêu xinh luôn. Wow, mọi người nhìn thấy không? Đó, cũng sáng màu luôn. Đây nữa, sáu màu nè. Đó, sáu màu luôn. Happy Pride. Đó. Oh my god. Mình quá là đam mê. Mình quá là đam mê khu phố này đi. Ôi, đây lại có một cái patio siêu xinh này mọi người. Ôi, được đấy, chắc là mình phải dẫn bạn bè mình ra đây. Ok, vậy là hết con phố rồi. Nói chung là mọi người có dịp thì mọi người nên đến đây chơi nhá. Mình cũng có nói chuyện với nhiều bạn, xong rồi nhiều bạn cũng không có dám thẳng thắn nói ra là mình trong cộng đồng LGBT gì cả. Họ rất là phải, người ta gọi như thế nào nhỉ, phải đóng mình lại ấy. Phải cố gồng, gồng nọ gồng kia rất là mệt luôn. Mà yeah, mình có những cái đêm mà tâm sự kiểu thâu đêm với bọn nó ấy. Mình rất là thương bọn nó luôn ấy. Nên là mình cực kỳ mong mọi người hãy văn minh lên. Hãy đối xử với họ như là những con người bình thường. Chắc gì, nói thật nhá, chắc gì bạn đã tốt hơn họ đâu. Đúng không? Thôi à, đấy. Mình phải đầu óc thoáng ra. Hello mọi người, vậy là hết con phố rồi đấy.
Nói chung là mọi người nên đến đây vì nó rất là xinh. Nó siêu xinh, buổi sáng xinh, buổi tối xinh luôn. Ok, thế thì hết video của Nancy rồi. Ok, bye bye anh em nha. Bye.